Em xin chào tất cả các cô chú anh chị các bạn đam mê hoa lan trên toàn quốc nhé. Phiên ngày hôm nay đầu tháng mới mùng 1 tháng 4 năm 2022, bên em sẽ lên cho mọi người một lô hàng cực kỳ là rẻ, đó chính là dòng 5 cánh trắng Phú Thọ HO và một số những dòng hàng rừng, hàng thuần chậu nhà em, có cả những chậu hoàng phi hàng mắt đen này, có duy nhất một chậu. Và hai số điện thoại để đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966121377. Hôm nay thì em có rất là nhiều những mẫu mã đen rô xuân nhé, mặt hoa chuẩn và có đính kèm cho mọi người mặt hoa. Và rất là nhiều mặt hàng trong phiên ngày hôm nay giá rẻ. Mọi người theo dõi và ủng hộ em Nhung bằng cách đăng ký và nhắn tin gọi điện, bên em sẽ chốt đơn và gửi cho mọi người. Đợt này thì cái hàng nhà em đi hơi chậm một chút, bởi vì số lượng các bác đặt hàng thì cũng hơi nhiều ấy, thì các bác mong các bác thông cảm nhé. Chiều nay thì sẽ về thêm một lô kiều tím miền Trung hàng dề nữa, thì tối em sẽ lên sóng cho mọi người những cái mặt hàng đẹp. Và một suối hoa giả phát đang nở này, hàng ươm kỳ Đài Loan đẹp chưa, màu hồng tím đậm đẹp lắm. Và em xin phép điểm qua những mặt hàng trong phiên ngày hôm nay, buổi trưa ngày hôm nay luôn ạ. Dạ, hôm nay thì em sẽ lên cho mọi người một cái lô 5 cánh tráng Phú Thọ và HO. Hôm nay mua được cái vườn thì giá rất là rẻ nhưng mà hàng đảm bảo uy tín luôn. Riêng cái hàng va này khi mà đã không bán thôi, bán thì nhà em sẽ bảo hành cho mọi người. Giờ nó cũng rẻ rồi chứ nếu mà ngày xưa thì thật sự là cũng không có tiền để nhập những cái dòng hàng này. Phú Thọ ngày xưa 1,8-2 triệu một sen, rồi HO 5-6 triệu một centi ấy chứ không phải. Này 1 centi này này mọi người này. Bây giờ cái chậu này bây giờ nó rơi tầm 2 mấy centi, biết là bao nhiêu tiền. Em lên cho mọi người chậu đầu tiên Phú Thọ nhé. Chậu này cao gần gang rưỡi này. Đây có một mầm gốc này, đang rất là đẹp này. Chậu này em để cho mọi người là 90.000. Chậu Phú Thọ số 2 cũng 90.000 này, đang lên ki trên thân này. Chậu này thì nhiều ki trên thân, các bác về làm ki cho em. Ui dồi ôi, chậu mấy một sen. Chậu số 3 này, chậu này dài này. Chậu này dài 2 găng tay, mã P3 nhá. Em ký hiệu chữ P thành Phú Thọ vào HO ký hiệu chữ O đi. Đang lên mầm gốc này. Chậu này 110.000 đồng này. P3 110 này. Mã P4 này. Chậu này cũng đang lên rất là nhiều ki, không biết là ki hay là hoa nữa. Phú Thọ này cao một gang tay, đang để mầm. Chậu này 80.000. Mã P4, mã P5. Ui một chậu Phú Thọ rất là chất, rất là cao. Chậu này cũng cao 2 gang tay này. Chậu này cũng 110.000 đồng, đẹp chưa? Ui giời. Mã ôi chậu này 120 đi, chậu này em thấy đẹp lắm. 120 nhá. Rẻ. P4 này, mã P5. Hai thân. À quên, mã P5 đây này. Mã P6 nhá. Chậu này cao gần 2 gang tay, một chậu này cao gang rưỡi này. Mã P6 này. Mã P6 chậu này em bán là 190.000. Mã P7 ạ. 90.000. Đây, hai thân, một thân gang tay. Mã P8 Phú Thọ. Ui, chậu này chất chưa? Mã P8 Phú Thọ đang đi ngọn nhé, chậu này chưa thắt ngọn. Mã P8 chậu này 120.000. Đẹp. Mã P9 Phú Thọ. Chậu này cũng rất là đẹp, thân nù đẹp này. Cao gần 2 găng tay, 120.000. Mã P10 Phú Thọ 80.000. Tiếp theo là sang HO. Đây HO ký hiệu là HO nhé, chữ O nhá. O1 này. Cao 2 găng tay, đang chuẩn bị xuống lá cho hoa này. HO ngày xưa 5 triệu một xe mọi người ạ. Chậu HO O1 này. O1 em xin phép bán với giá là 90.000. Chậu O2, chậu này 2 mầm gốc 2 kg này. Chậu O2 này bán 100.000. Chậu O3, ủa chậu này siêu dài, lá mít này. Chậu O3 là 140.000. Ui, 140.000 dài chưa? Ui, lô này rẻ lắm. Hàng bảo hành hoa nhá, chứ không phải là hàng rẻ là không chuẩn hoa đâu. Mã O5, em quay hơi vội. À, mã O4 này. O4 này 80.000. À thôi 90.000. Đây đang dần lên rất là nhiều kỳ, 90.000. Mã O5 cũng 90.000, cái này 2 kỳ 90.000. Mã O6 ạ. Này, siêu kỳ chưa? 100.000. 5 cái trắng HO. Mã O7 ạ. 90.000. Mã O8 110.000. Mã O9 100.000. Và mã O10, đây cái này kỳ lắm, mít lên đẹp này. Cũng 100.000. Đây. Cái lô này giá rất là rẻ đấy. Em quay nhanh quay vội mọi người xem cái hình Phú Thọ HO nào mà ưng thì các bác chốt đọc đúng mã. Thế thì em hạ ở trên sàn một số những giò hoàng phi hạc, phải nói là cái dòng hàng rừng nó đa dạng và phong phú thật mọi người ạ. Đây này, cái hoàng phi hạc này.
rất là nhiều mặt hoa, cánh xoắn như hoàng thảo xoắn luôn. Đây cái mặt hoa này nó lại xoắn nó phớt tím này. Đấy, cái này xoắn thì lại không phớt. Xong lại có cái chậu này họng đen này. Đấy, hoàng phi hạc họng đen này. Rồi có hoa này, hoa vàng này, hoàng phi hạc hoa vàng, nhiều lắm. Em lên cho mọi người từng chậu như sau. Chậu đầu tiên này, chậu hoàng phi hạc này hai mặt hoa nhé. Một chậu là xoắn như hoàng thảo xoắn, một chậu để phớt tím ở cánh này. Đấy. Chậu hoàng phi hạc đầu tiên này em bán là 120.000. Chậu số 1 hoàng phi hạc nhá. Chậu số 2, chậu này thì rất đắt hơn nhé mọi người, tại vì nó là một cái chậu họng đen và một cái chậu này hoa xanh lét luôn. Khuôn bông nó này, khuôn bông nó khác nhé mọi người nhá. Hoa kia xoắn mà khuôn bông này nó cánh nó lại to, rất là đẹp. Đây cái họng đen của nó đây, mắt đen đây. Chậu số 2 nhá, chậu mắt đen này. Chậu hoàng phi hạc thứ hai, hai mặt hoa mắt đen. Loại này có mắt đen. Em bán là 220.000 nhá. Chậu mắt đen. Chậu số 3. Chậu này hoa vàng. Sai hoa. Chậu này rất là to đẹp này. Hoa vàng xoắn như hoàng thảo xoắn này, hoa của nó thành từng chùm như này. Cái này tàn hoa đấy. Tàn hoa chứ không thì chắc là đẹp lắm. 190.000. Đấy chậu to là 190. Hoàng phi hạc số 3, có một chậu giả hạc Hawaii tím này. Chậu này đang bông to lắm. Hawaii này, Hawaii xưa bông to dã man, mắt của nó rất là đậm. Đây đang nụ hoa này. Chậu này hai thân dài. Chậu này em bán là 90.000. Chậu số 4 này, chậu này là 2, 4, 6, chậu này 7 thân nhá. Đây là chậu trầm trắng ạ. Hoa của nó màu trắng tinh, trầm trắng ngày xưa đắt lắm. Em bán cái chậu, chậu số 5. Ngày xưa em bán cái chậu có 2 thân đã 180 rồi. Chậu này 2, 4, 6, 7 thân. Chậu này bán rẻ cho mọi người nhá. Trầm trắng chậu này 220.000. Trầm trắng 220. Đây, nụ xanh nét chuẩn bị hoa. Trầm trắng thân dài. Hôm nay thì em cập đến một cái lô giáng hương đuôi cáo mọi người ạ. Giáng hương đuôi cáo, đây là cáo lá xếp nhé. Cây của nó thì cũng vừa vừa xinh xinh. Đây là cáo xếp toàn chậu, chậu trung bình tầm 2 đến 3 chậu trên một 2 3 cây trên một chậu. Một số cây bây giờ cáo đang chuẩn bị đẩy nụ hoa này. Đó. Chậu 2 cây thì thường nó nhỉnh to hơn, còn chậu 3 cây thì nó sẽ bé hơn. Cáo đang chuẩn bị đến mùa nụ nhá. Và một chậu cáo này lá xếp này em bán chỉ có 130.000 đồng một chậu thôi. 130.000 một chậu cáo lá xếp rất là đẹp. Hàng này là giống cáo Cao Bằng. Không phải chậu nào cũng được sưng nụ luôn đâu ạ. Có chậu đang sưng nụ, có chậu đang chuẩn bị đẩy nụ ạ. Đấy mọi người nhé. 130.000 đồng một chậu. Thuần rồi. Rừng thì nhà em bán lẻ cho mọi người ít nhất một loại rơi tầm 50.000 nhé. 50.000 thì em bán cho mọi người bó được một bó, vừa đủ một giò hoa. Trước mặt các bác đó chính là hoàng thảo u lồi này. Cái bông hoa của hoàng thảo u lồi đẹp chưa? Đẹp lắm mọi người ạ. Này, hoa trắng cánh chớp tím này, với cả cái mắt của nó là đỏ nhung này. Lộ u lồi hôm nay thì mầm gốc lên rất là đẹp, tuyệt vời luôn ạ. Rất là đẹp, rất là nhiều thân. Đấy, một số cây thì có nụ nhưng mà do cái nụ này nó to ấy, vận chuyển từ rừng về nó cũng có thể nó bị nát rồi. Thì bây giờ các bác về làm giống nhá. U lồi thì em bán là 220.000 một cân và 50.000 một bó. Hôm nay em còn một ít cái hạc vĩ này, hạc vĩ này, hạc vĩ Bắc này. Hết hoa rồi, bây giờ chủ yếu là làm giống thôi. Cây hôm nay thì bây giờ nó còn rời vụn nhá. Loại này em bán 180 đấy, hôm nay em sẽ thanh lý cho mọi người nhá. 140.000, hơn 130.000 đi. Chỗ này còn cầm cân rưỡi. 180 giảm cho 50.000 một cân là còn 130.000 một cân. Kim điệp xuân hoa vàng này, rất là đẹp, và dòng kim điệp xuân hoa thơm ạ. Kim điệp xuân em bán là 150.000 một kg và 50.000 một bó ạ. Ngọc thạch ba màu. Thân của nó vàng sụm rất là đẹp. 150.000 một cân và 50.000 một bó ạ, ngọc thạch ba màu. Phi điệp vàng. Hàng mới về. Phi điệp vàng thì bây giờ mầm của nó đang lên khá là dài, cái mùa hoa của nó tầm tháng 6 trở đi nhá, 6 tháng 7. Phi điệp vàng em bán là 150.000 một kg và 50.000 một bó. Mọi người mua một cân phi điệp vàng về ghép ạ. Này, thân của nó dài cỡ này này và hoa rất là thơm. Hoa của nó màu vàng ươm mà sai hoa, dòng phi điệp vàng. Em nhớ hôm trước có khách dặn mua 5 10 cân thì em cũng không nhớ chính xác, chỗ này có tầm 9 cân thôi. Bác nào mua lẻ thì em xé lẻ cho các bác, còn để cho khách kia tầm 5 cân. Mới về. Giáng hương đuôi chồn Bắc ạ. Hôm nay thì em về cái loại dòng chồn Bắc, cây của nó tươi đẹp. Và chồn hôm nay này, hàng mới về này. Cây lá xếp đẹp nhá. Cái này thì trước khi gửi đi thì em sẽ cắt tỉa cho mọi người, bởi vì dân người ta khai thác về người ta bó thành từng túm này, thì phía trong này không biết là cây có bị hư ngọn hay gì không, thì bọn em sẽ cắt tỉa. Và chồn thì hiện tại em thấy cũng có một số cây đang chuẩn bị lác đác nụ này. Ui, hàng rừng này kể cả cây nhỏ em thấy cũng đang nhú nụ rồi. Sắp đến là mùa hoa của chồn của cáo rồi nhá. Mọi người có thể lấy thời điểm này ghép cũng rất là hợp lý. 200.000 đồng 1 kg chồn Bắc, 50.000 một bó ạ.
Em có một số những phần hàng rừng em chia theo hình nhá, bởi vì mỗi loại nó còn một lẻ lẻ một tí á. Em ký hiệu đây là mã R0. R0 thì đầu tiên là đánh 60.000, nhưng mà thôi cái mớ này nó gồm cái kim thoa nó hơi vụn này. Còn cái một dề kim thoa này đang xuống lá để cho hoa này. R này em bán 40.000, giảm cho 20.000. Mã R1 này, nguyên dề, một dề kim thoa rất nhiều sân tơ, 60.000. Mã R2 là một dờ hoàng thảo môi tua, nguyên dề, 40.000 thôi. 40.000, dề hôm trước bán 60.000 đấy. Mã R3, em lên cho các bác một combo gồm có lụa vàng, một ít lụa vàng này, một hai cây tam bảo sắc này, và cây đùi gà tròn. Ui đùi gà tròn, cái khóm này là khóm tím đậm này, đậm luôn. 90.000 thì combo này nhá. R3 là khóm lô này là 90.000. Mã R4 là một phần một dề hoàng thảo lụa vàng, lô lắm mới có lụa vàng luôn, 80.000, nguyên dề. Mã R5 là một bó tóc tiên. Ui sao cái chỗ này có 50.000 mẹ. Cái tóc tiên này cũng đã đắt rồi đấy. Cái tóc tiên này mấy nạng ta? Cái tóc tiên này đã rơi tầm khoảng 2-3 nạng nữa. Rồi cái lô này em bán 70.000 nhá. R5 này 70.000 này, sửa lại cho con. Cái tóc tiên này đắt, nhập vào cao rồi. Đây là hai bó tóc tiên này. Đây là 70.000 nhá. Đây là phần kiều vàng này. Cái này một khóm gì đây, chắc là phi điệp vàng. Mã R5 là 70 này. Mã R6 ạ. Đây cái này cũng một bó tóc tiên này. Cái này thôi 50.000 đi. Combo này 50.000. Mã cuối cùng, một cái bó tóc tiên với cả một cây tăm ở sắc với cả một ít kiều vàng. Tăm ở sắc này bị gãy ngọn rồi. Để lại gãy ngọn lại còn đang hoa. Thôi cái này làm giống thôi. Mã R6 này 50.000. Ngoài những dòng đen rô tím đậm và đen rô trắng chớp thì hôm nay nhà em có về thêm một số những mẫu mã đen rô mới. Và hàng này thì hàng chuẩn bông cho mọi người luôn. Chuẩn bông bảo hành cho mọi người nhé. Số lượng loại này em có vài chậu thôi, nên là em sẽ quay hình cho mọi người. Em nhập theo lô có số lượng ít đấy, nhà vườn người ta gửi cho em. Hàng này là hàng nhà vườn ươm giống từ lâu, chứ không phải là cái hàng cốc cốc như em đang bán mấy cái loại kia đâu. Hàng cốc thì nó là hàng giống, nó rẻ hơn. Chậu đầu tiên em gọi là mã M1 nhé. Đây mặt hoa của nó đây. Các bác đọc cho em là mã M1, hoa rất là thơm. Tất cả dòng dendro trắng đều rất là thơm. M1 dendro trắng mắt. Đây gọi là mắt gì ta? Gọi là mắt. Đây này, cái mắt nó như thế này này mọi người. Mắt nó cũng tím tím đỏ đỏ này. Đấy. Hoa thơm lắm ạ. Đây gọi là dendro trắng mắt tím nhá, em gọi như vậy nhá. Hàng này thì hàng ươm từ rất là lâu rồi và đang lên ki này. Chậu này thì em bán là 2 này, 3 4 5 với cả hai cái mầm gốc, một mầm gốc thân ngọn, một mầm gốc nhọn. Đấy, chậu này to đẹp này. Chậu này em bán là 290.000. Đây ạ, mặt hoa y hình nhá. Và 5 cái chậu, 4 cái chậu tiếp theo này cũng mặt hoa y hệt như thế, nhưng mà nó chưa hoa. Đây, người ta ký hiệu rồi nhá. Dendro trắng này, đây ký hiệu rồi hết, chuẩn hoa rồi nhá. Đây, những cái hàng này đều là những cái giống mà mặt hoa nó đặc sắc. Còn cái hàng sổ số solo kia thì nhà vườn thường người ta không đánh mã đâu. Và em đang bán cái loại đấy thì có 170 thôi. Thì chậu nó to hơn cái này rất là nhiều. Nhưng mà hàng đấy chưa có phân màu. Hàng này là nhà vườn phân màu thì em nhập nó là hàng màu. Và màu hot nên là đắt tiền hơn. Nên mọi người lưu ý cho em. Mã M2 chậu này 250. 2 này, 3, 4, 5, 6 thân. Đây có cả ki chân thân này, 6 thân. Dendro trắng mắt tím số 2, 250. Dendro trắng mắt tím mã số 3, 1 thân này, M3 này, 2 này, 3 này, 4 này, 4 này và 2, 3 cái ki ở dưới đang lên ki trên thân. Chậu này 290 này, to đúng luôn. Đây là chậu to nhá mọi người nhá. Còn chậu đen đô xuân hoa thường thì nó chỉ có 150 thôi nhá. Mọi người lưu ý cho em. Hàng này là mặt hoa y như này này. Thơm lắm ạ. Đây cái bông này gửi đi nó còn tàn ấy. Bông nó to mà thơm. Mã M4 đen đô trắng mắt tím này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái này chậu này thân nó hơi ngắn ngắn xíu xíu một tí. Đây ki trên thân đẩy nhiều lắm. Lại đen đô xuân thì cứ tưới nhiều nó hay lên ki lắm. Giờ này bán 220. Rẻ hơn cả chậu giống. Và mã M5, 1, 2, 3, 4, 5 thân thôi. Nhưng mà cũng rất là mập, to, khỏe. 250. Đây cái kỳ này thì vận chuyển nó bị sứt một tí, gãy một tí. Có đâu những cái kỳ khác rất là khỏe, mầm gốc đang lên đẹp. 250, mã M5, đen đô trắng mắt tím nhá. Và có một loại này là cái loại đen đô vàng. Vàng này thì cái mặt hoa em sẽ đính kèm cho mọi người để các bác xem. Cái mặt hoa này nở tại vườn đấy ạ. Chậu duy nhất nhá, chậu này là chậu duy nhất thôi. Chậu này sum xuê nhiều thân lắm ạ. Cực kỳ là nhiều thân. 2 này, 4 này, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Chắc phải 15 thân đấy ạ, mà chưa kể mầm gốc. Rồi em bán là 290.000 nhá. Chậu Dendro vàng này, mã số này là mã số 6 Dendro vàng. Nên cả kỳ trên thân. Đấy, cái màn hoa của nó là màu vàng với cái mắt của nó hơi hai cái mắt hơi đỏ đỏ ấy. Nó chấm ở chỗ ấy, phần mắt đấy. Giống này cũng là giống đắt đấy. Có một chậu thôi. Đây, Dendro vàng này. Em lại tiếp tục về bổ sung một lô hàng Dendro chốc mọi người ạ. Hôm rồi em bán cháy hàng rồi mà một số khách muốn mua, em tưởng là hết hàng rồi không dám nhận đơn. Hôm nay mà khách nào muốn xem ấy mà thấy thì các bác đặt lại hộ em nhé. Đấy ạ. Chậu hôm nay thì đang có hoa này, đang có nụ này. Cái lô này nhà vườn gửi sau thì nó chưa sưng nụ hết hoàn toàn, nhưng mà hoa của nó thì rất là sai. Phải bói ra những bông hoa rất là to đẹp để dòng Dendro chớp nhé. Cái dòng Dendro trắng chớp này. Và một chậu nhiều thân này, mầm gốc lên rất là khỏe luôn. Em bán chỉ có 150.000 đồng một chậu thôi. Số lượng có ít nhá. Số lượng hôm nay có ít. 150.000 một chậu Dendro trắng chớp. Siêu hoa, đầy nụ, đang sưng rất là nhiều nụ hoa. Này, một cốc này, mầm gốc lên rất là nhiều. Loại này thì mầm gốc đẩy rất là nhanh, rất là mạnh nhé mọi người nhé. Em lên cho cả nhà một dòng Dendro VIP nhé. Hôm nay cái dòng hoa của nó là dòng Dendro xuân, hoa tím đậm. Này mọi người nhìn cái khuôn bông này. Khuôn bông của nó bầu tròn mà rất là đẹp luôn. Đấy. Nói chung là để mà sổ ra những cái bông hoa Dendro chuẩn hoa như này thì mình phải mua cái hàng mặt hoa thì mới chính xác hoa được ạ. Và cái lô Dendro ngày hôm nay thì nó đang có nụ và lác đác cũng đang nở hoa rồi. Giống như cái dòng Dendro trắng vừa rồi đã siêu VIP và đã bán hết hàng rồi. Thì ngày hôm nay thì cái Dendro này á, trung bình nó rơi tầm 3 đến 4 thân. Đấy, trung bình là 3 thân đều nhau, còn đâu là 4 thân nó thêm cả kèm những thân ngắn. Về các bác chơi hoa xong các bác làm giống như em. Nhiều thân thì nó còn lên cả kỳ ở trên thân cơ. Ví dụ như những cái bông hoa nó lên ở đây, còn những cái phần dưới nó sau này các bác sẽ cắt ra kỳ nhá mọi người nhá. Và hôm nay cái dòng bông hoa này em thấy là khá là xuất sắc. Bông hoa đậm, tròn, to. Dendro xuân, em gọi là Dendro xuân tím đậm nhá. Bạn nào chốt đơn thì nhớ đọc theo cái mã là Dendro xuân tím đậm ạ. Và một chậu như thế này, sum xê như thế này, em xin phép bán chỉ có 150.000 thôi ạ. Số lượng hôm nay có ít thôi nhá, không có nhiều đâu. 150.000 đồng một chậu Dendro xuân. Trung bình 3 thân. Trung bình 3 thân, có những chậu 4 thân nó kèm theo những cái thân ngắn và đang lên khá là nhiều mầm gốc. Với giá 150.000. Các bác lưu ý là có thể là một số cây đã nở hoa rồi, bởi vì nụ bây giờ nó rất là to. Để đảm bảo cho mọi người giống chuẩn nên là em phải lấy những cái lô mà nó nở hoa như vậy. Đấy, còn một số vườn mà đã phân loại chuẩn rồi thì không cần nở hoa thì em vẫn bảo hành cho mọi người. Đấy, 150.000 đồng một chậu Dendro xuân tím đậm. Đấy, các bác chốt đơn đọc đúng mã cho em nha. Cây cũng khá là cao đẹp. Chỉ có 150.000 thôi. Số lượng tầm 2 à tầm 3 à tầm 50 triệu. Em tiếp tục lên cho mọi người những chậu Zaza mini nhá. Hàng này thì không thể chê vào đâu được mọi người ạ. Cây của nó nhiều thân và đẹp, đang có nụ. Thực ra thì đang có nụ, cũng có cây nó đang nở hoa rồi. Hoa này đến các bác thì cũng có thể nó sẽ hơi bị táp một tí nhá. Bởi vì hàng này vận chuyển từ xa tận vườn về, đôi khi là không tránh khỏi những sự dập dàm một chút xíu. Hàng hôm nay thì giá bao rẻ cho mọi người luôn. Và Zaza thì em thấy nó cũng có khá là nhiều màu sắc khác nhau. Có màu tím phốt phốt này, có màu trắng trắng này, có màu tím đậm đậm này. Đấy. Cái này thì đây, hôm nay có cả cái màu nó kiểu như chớp chớp như thế này. Đấy. Thì cái này em sẽ nhặt cho bác các màu nhá. Để nhặt cho mọi người đủ các màu luôn. Nói chung là cứ có cái màu nào lạ thì em cứ cho vào cho nó thành combo. Thì em bán cho mọi người lẻ là 22.000 một cốc thôi ạ. Những cái cốc mà nhiều thân như thế này em bán chỉ có 22.000 một cốc thôi. Đấy, này mọi người ơi, 22.000 một cốc. Nó còn tùy từng màu sắc thì cứ nhặt cho mọi người thật đẹp để gửi cho các bác. Và các bác đặt Zaza thì em sẽ gửi từ 5 chậu nhá. Ít nhất là các bác phải mua một từ đơn 5 chậu, bởi vì nó còn bù vào cái công đóng gói của nhà em. Còn các bác khi mua số lượng nhiều ấy thì bên em đóng sẽ gửi cho mọi người, cho nó bỏ một lần tiền ship. Tiền ship của cái này nó cũng ít thôi. Có 30.000 một đơn ạ. Này Zaza mini này, nhiều cây còn đang nhú vòi. Tại sao em bỏ cái lô Zaza này nó giá rẻ? Bởi vì trước đó em bán một cái lô Zaza, hàng này hàng lên chậu và cho sơ dừa vào này. Đấy, nó còn bé hơn. Mà một cái chậu này nó rơi tầm 50-60.000 một chậu rồi. Thì với giá là 22.000 một chậu này, các bác thấy chưa? Nó khác nhau hoàn toàn. Đấy, nhiều bác mua tận 15-20 chậu, có bác mua tận 50 chậu về ghép. Bởi vì riêng Zaza này các bác ghép lên chậu, có thể ghép lên chậu mà bỏ vỏ thông vào, hoặc là các bác ghép vào những cái trụ ấy, trụ gỗ ấy. Dòng Zaza nó siêng hoa, nó nở quanh năm, mọi người chơi nhìn nó đã lắm. Em nhìn thấy rất là nhiều những tác phẩm mà người ta ghép Zaza vào một cái trụ ấy. Loại này bám dễ lên cây cũng rất là khỏe.
nên là nhiều khách người ta hay mua da da về ghép. Chứ còn cái dòng đen rô nắng thì nó nhiều màu, nhưng mà riêng da da thì người ta lại hợp với cái kiểu ghép hơn. Thứ nhất là thân nó lùn, nó ghép nó không bị cồng kềnh. Thứ hai là hoa nó siêng, nó nở quanh năm, vòi nó siêng lắm. Đây là những cái cây năm nhất thôi, năm nhất năm hai thôi. Chứ còn nếu mà khi mà nó nở là đã đồng đều ấy, thì hoa của nó nở liên tục, đẹp tuyệt vời. Đấy. Em ship từ 5 cốc nhá. Một chậu này chỉ có 22.000 một cốc này thôi. Mua 5 cốc mới có 101. Đấy, làm hẳn chục cốc về chơi mọi người ạ, nhiều màu. Em xin giới thiệu cho mọi người đến dòng hồ điệp khủng long ạ. Tiếp tục lại về bổ sung thêm một lô nữa. Và các bác khi mà đã đặt hồ điệp khủng long thì các bác lưu ý cho em một điều là, thứ nhất là cây khủng long nó rất là to, rất là nặng. Đây ạ, có những cây to này, to bằng bàn tay, lá to bằng bàn tay thì nó gọi là hàng khủng long. Và những cây này là những cây già đời nhiều năm tuổi rồi, nên có thể là có những cái rễ nó khô. Mọi người về mọi người cắt cho em những rễ khô đi và trồng lại. Và nó cũng là dòng cắt ngồng cũng nhiều lần ngồng rồi, nên là cái vòi hoa của nó những cái năm tới này đều là những cái dòng mà vòi hoa nó to, nó dài. Dòng khủng long nó thế ạ. Đó. Và một lưu ý nữa là cây khủng long nhá, lá nó sẽ hơi xước xát một chút này. Đây mọi người này. Đấy. Kiểu như là hàng này là những cái hàng mà nhiều năm tuổi rồi, nó không phải như dòng cây tơ các bác mua mấy chục nghìn. Đấy, mua cây tơ bây giờ cũng 3, 4, 50 nghìn rồi, còn cây khủng long nó to gấp mấy lần. Đấy. Giá khủng long hôm nay em xin phép chia sẻ cho mọi người một cây khủng long với giá là 80.000 đồng một cây nhá. Lưu ý là lá của nó sẽ không được đẹp nhá. Xước xát, tét lá, rách lá là những cái cây mà tổng hợp tất cả những cái lỗi mà nó cũng sẽ có thể có. Đó, đây, có những cây nó vàng lá chân này. Khi gửi đi này em sẽ rất những cái lá chân nó vàng, thì tại vì nó cái lá chân thì nó cũng lâu năm rồi, nó cũng không có để làm gì cả. Đấy, 80.000 một cây. Hàng khủng long này em ship từ 3 cây nhá. Thôi 2 cây thì cũng ship, gọi là cố gắng cho các bác. Chứ còn khủng long này ngoài thị trường bây giờ đang bán ít nhất là không dưới 100.000. Mà hàng hoa thì nó phải rơi tầm 350-400. Hồ điệp khủng long, lan quân tử. Hôm nay thì em về một cái lô lan quân tử. Đây là một cái dòng hoa lan cũng như là một cái cây phong thủy rất là hợp với một số khách mà thích chơi phong thủy. Cây của nó là dòng thu hút tài lộc nhá. Cây lan quân tử tượng trưng cho cốt cách người quân tử ạ. Hôm nay thì em sẽ có hai size lan quân tử. Đây ạ, những cái size mà lá ngắn này, đẹp như thế này. Đấy, với giá là 80.000 đồng một chậu thôi ạ. Và có một loại nữa là cây to hơn, khủng hơn, cao hơn như thế này là 100.000. Có hai dòng lan quân tử nhá, loại 80 và loại size to là 100.000. Đấy, lan quân tử. Hoa của nó thì rất là đa dạng, nhiều màu sắc, có màu vàng cam, màu đỏ và có màu vàng tươi và một số màu nữa. Thì cái này các bác có thể tham khảo trên Google ấy. Có mặt hoa ở trên Google nó cũng có thông tin về cái dòng hoa lan này. Đây, châu hồng cánh sen nhá. Hàng này là hàng chuẩn hoa, vừa rồi thì nó nở hoa xong thì em đã cắt những cái vòi hoa này đi. Mọi người thấy chưa? Hàng đã còn cuống nhá, chuẩn hoa cho mọi người luôn. Đây là những cây đã sổ hoa rồi, đã có mặt hoa đàng hoàng rồi ạ. Và đây sót lại còn một bông này còn chưa tàn này mọi người này. Đấy, cây hôm nay rất là to và rất là nhiều cây lá mít. Đấy, hồng cánh sen đây. Và hôm nay thì một chậu hồng cánh sen đẹp như vậy em xin phép bán giá là 270.000 đồng một chậu nhé. Hồng cánh sen là dòng VIP của dòng Đai Châu Thái ạ. Lô hôm nay thì cây xếp lá mít đẹp, bảo hành chuẩn hoa, Đai Châu hồng cánh sen. Còn phía bên đây là Đai Châu màu cam lửa. Màu cam lửa. Loại này là dòng cây đôi, một chậu hai cây, to đẹp đều nhau như thế này. Cam lửa em bán với giá là 230.000 đồng một chậu nhé. Riêng đối với dòng Đai Châu Thái thì hồng cánh sen là dòng đắt nhất. Màu cam lửa này cây của nó giá vừa tiền, đẹp mà hoa đậm đẹp. Tiếp đến là Đai Châu trắng ạ. Đây, những cái cây Đai Châu trắng này, cây to đùng này, đẹp chưa? Lá mít, lô đợt này cây rất là to và rất là đẹp ạ. Đai Châu trắng hàng chuẩn hoa, vừa rồi thì nở hoa chuẩn hoa rồi nhá. Cái lô trước đây kết là tầm 1 tháng là em về, lúc đấy đang còn hoa. Còn bây giờ nó tàn hoa rồi thì vừa cắt cuống hoa và thứ hai nó cũng tàn rụng hết bông rồi. Loại trắng này em bán với giá là 220.000 đồng một chậu Đai Châu trắng, màu trắng tinh. Và phía bên đây là Đai Châu lá mít ạ. Dòng lá mít bản là ngắn này. Loại này thì em bán 120 một chậu thôi ạ. Những cái cây Đai Châu mít có cây màu đỏ, có thân màu đốm. Đấy. 120.000 đồng một chậu ạ. Rồi thì hoa mộc hương của nhà em thì nó vừa tàn hoa xong bây giờ lại tiếp tục một đợt nụ nữa này mọi người này. Đấy, dòng này hoa thơm lắm ạ. Em nghĩ là mỗi bác cũng nên trong nhà có một cái giò mộc hương ta này, hoa thơm mà rất là đẹp. Và mộc hương hôm nay thì nhà em đang bán cho mọi người xảo có 100.000 một cây. Đây, em đi vào vườn cho mọi người ngắm qua cái dòng mộc hương nhà em nhé. Đây, cái chậu này em cho lên
trồng rồi. Là những cái cây mộc hương mà em xuất cho mọi người này. Đấy, cái chậu mộc hương này nó đang đẩy lên một đợt nụ nữa này mọi người này. Đấy, hoa con này nó nở liên tục. Và một cái cây mộc hương cũng nhiều thân như này nhá, em bán có 100 nghìn một cây thôi. Có 100 nghìn một cây. Đấy, sẽ chọn cho bác những cái chậu mà nhiều tàn nhất có thể, 100 nghìn mộc hương. Đấy, rẻ đẹp. Nhưng cái này thì em nói thật với các bác là chưa có tiền phí ship đâu nhá. Mộc hương các bác phải mua 5 cây em mới miễn ship được. Còn mua 1 cây, 2 cây, 4 cây cũng không bao ship nhá. Hàng này khi gửi đi thì cái bầu đất nó hơi nặng, chắc là cước nó cũng hơi cao một tí xíu. Nhưng mua ngoài chợ cái loại này phải bán 180, 180 rồi 200 một cây đấy ạ. Em bán có 100 nghìn. Và bên đây là những cái cây hoa mai đỏ. Mai đỏ thì bây giờ cũng số lượng còn ít thôi. Chủ yếu em cung cấp cho mọi người cái giống hoa là Tết. Này, lác đác 1-2 đợt nụ bây giờ chuẩn bị lên này. Mai đỏ thì cũng có cây có gai, có cây thì không có gai. Và hôm nay thì đang bán cho mọi người 150 một cây mai đỏ làm giống nhá, cây làm giống. Mua 2 cây em miễn ship, mai đỏ thì mua 2 cây miễn ship. Cái này là em chạy chương trình cho nó nhanh hết hàng. Chứ còn với 2 cây thì ra là bù vào tiền đóng gói gần như cũng chẳng có lời đâu. Hàng Tết thì bán 250, 300 một cây. Cây nhỏ thì 200. Còn đây giờ bán 150 mà 2 cây bao ship ạ. Tử đằng nhé, em tiếp tục về nhá mọi người nhá. Hoa tử đằng thì cái thời điểm này là các bác trồng hoa tử đằng rất là hợp lý. Dòng này nó dễ trồng, miền Bắc, miền Nam, miền Trung đều thích hợp với cái dòng hoa tử đằng này. Và hàng nhà em thì bây giờ cây của nó đang lên mầm như thế này nhá. Hôm trước thì cái cây của nó là lá nó rất là nhiều như kia, nhưng mà lưu ý là cứ cái lá này cứ để trong thùng là nó sẽ bị đến nơi nó sẽ bị rụng một số ít. Nên đợt này thì em rút kinh nghiệm em lấy cái loại mà nó đang lên mầm như này. Đấy, về các bác đỡ kêu. Dù là rụng lá hay không thì sau này nó, cái mầm khác nó cũng lên, nó cũng lại khỏe, nó lại đâm chồi bình thường, loại này sống khỏe lắm. Em cũng đang trồng một cái cây hoa tử đằng ở trước cửa hàng. À, một cuộn này thì dỡ ra em nghĩ nó cũng phải rơi tầm 2 mét hơn đấy ạ. Và em bán một cuộn này với giá là 180 nghìn một cuộn. Mua 2 cuộn tử đằng em bao ship nhá. Tử đằng 2 cuộn, đợt này về cuộn nó rất là đều. Đây, vẫn còn một vài cái cuộn nó xấu xấu của lô trước này. Vài cuộn xấu xấu lô trước em bán 150 này. Cái này cũng dài đấy nhưng mà thân nó còi. Còn lấy cái loại mà thân mập mập hơn tí là 180. Hoa tử đằng. Dòng này hoa tử đằng tím, hàng dây leo. Phụ nữ ngọc cẩm thạch xanh nhá. Dòng này thì một số cây còn đang đẩy nụ này. Dòng ngọc cẩm thạch này hoa của nó phân nhánh rất là đẹp. Và một chậu to nhiều thân này em bán 140 nghìn đồng một chậu thôi. Mua 3 chậu ngọc cẩm thạch em bao ship nhá. Đợt này mới về thêm lô rất là đẹp, xịn sỏ. Hôm nay thì em xin giới thiệu cho mọi người cái lô cắt ngọc tím này em mới về này. Thực ra cái dòng hàng này thì em cũng có số lượng nó cũng không có nhiều. Cái bụi nó siêu to khủng mọi người ạ. To đùng luôn ấy. Đây. Hoa của nó màu tím rất là đẹp, mới nở. Đây, mới nở cái bông hoa tím này. Hoa nở quanh năm. Hàng bụi khủng này cắt ngọc tím đang có nụ hoa này thì em xin phép bán giá là 290 nghìn nhá. Chắc đâu đó chỉ còn tầm khoảng 6 bụi thôi. Về có chục bụi. Nhưng mà cũng đang nóng dần được hết. Chắc còn tầm 4 bụi thôi ạ. Đấy, bông hoa rất là đẹp, tím đậm. Bông hoa rất là bay. Dòng cắt ngọc tím này bụi khủng này em bán có 290. Hàng này mà người ta like trên livestream cũng phải 400, 450 một bụi. Bởi vì nó to, vĩ đại. Dòng này dòng cắt mới nhá. Và tiếp theo là những cái giò giả hạc Pháp. Mọi người biết cái giò giả hạc Pháp này. Nếu mà cái giống giả hạc Pháp bây giờ nó rất là nhiều, nhưng nếu mà nói về cái giống xưa ấy, cái giống giả Pháp xưa từ hàng Ươm Ki Đài Loan từ ngày xưa, thì anh này nhà vườn này là anh ấy mua từ cái thời nó đắt nhất mà vẫn là bán theo thân đấy mọi người nhá. Đây cái bông hoa thực tế mọi người nhìn quay ở bên ngoài này, hoa tím đậm rất là đẹp đó. Và cái vườn giả hạc Pháp nhà em hôm nay thì nó đã bung lụa hoa rồi. Đây cái nụ nó cứ to to như thế này, nó nở hoa rất là nhanh, nó chỉ có 1-2 hôm nó nở hoa, nhưng về các bác vẫn có thể chơi hoa bình thường. Và giả hạc Pháp này chơi hoa xong thì mọi người để đó nhá. Và các bác chăm hộ em những cái mầm gốc nó đang lên ạ. Những cái mầm gốc nó đang lên rất là nhiều. Đấy à, để làm giống. Và trong những cái giò này ấy, những cái hàng nào mắt nào nó chưa ra hoa là bắt đầu nó đang đâm ki này mọi người này. Đấy nó đang lên ki trên những cái mắt này. Thì các bác cắt ra các bác ươm ki. Đấy ki nó mọc trên thân rồi này. Đấy em bán một giò như thế này em chỉ có giá 120 nghìn thôi. Bán này gọi là bán giống như các bác ấy. Chậu đăng hoa bán rẻ như hàng giống ạ. 120 nghìn một chậu giá Pháp hàng Đài Loan. Còn hai giò giả hạc hai tím này đang lên mầm gốc này. Những cái giò này là giò nó hơi kém một tí, em giảm giá để cho mọi người làm giống nhá. Đây ạ. Cái giò này giò đầu tiên này. Giò đầu tiên Hawaii này em bán 40 nghìn này. 40 nghìn. Đấy, những cái trụ này là đợt trước bán hơn 200. Chẳng qua là em vừa rồi em nghỉ sinh nên để nó hơi bị kém chất lượng đi một tí. Giò số 2 này em bán 60 nghìn. Đấy, 40-60, hai giò này 100 nghìn hai giò Hawaii này. Đây có một cái giò long tu đang lên mầm này. Long tu xuân đang lên mầm. Giò này, à đây là giò vôi đấy ạ. Giò vôi, thân này thân vôi.
giò này em bán 30.000 cho mọi người là về làm giống này. Đây cũng là một cái giò vôi này, giò này cũng bán 30.000 đi. Đấy, vẫn còn vài nhánh để làm giống đang lên mầm mà nó bị thui mất một số. Giò này nhá, giò này cũng đẩy, cũng có đẩy mầm nhưng mầm nó đang đẩy nhỏ ấy. Giò này cũng bán 20.000, giò này 20.000. Đấy, vôi long tu ấy, lẫn lộn. Em có một số những cái cây lan ống điếu để sưu tầm này. Cây giả hành to, bự, khỏe. Và mọi người thấy là cái mặt hoa của ống điếu, hoa cánh xoắn rất đẹp. Đấy, nghe tên thì nó là lạ thôi, nhưng mà bông hoa của nó đẹp thật sự. Đấy, bụi to này em bán là 150 một chậu ống điếu, 150k. Hồ điệp lá biên phát tài. Đấy, thậm chí có những cái cây nó là nó như kiểu biên âm dương á. Dòng này thì cây nó không to đâu nhá, cây nó rất là bé thôi. Đấy, nó chủ yếu là mọi người chơi thân lá. Lá biên hôm nay thì cây biên, phần biên vàng nó nhiều hơn là cái biên xanh. Bông hoa nó là màu hồng kẻ, rất là đẹp. Đây là dòng lá biên. Đây là bông hoa bói, một số cây đã bói hoa rồi ạ. Và hôm nay một cái chậu lá biên đẹp như này em bán với giá là chỉ có 48.000 thôi. Cây nó to hơn. Đây, 48.000 đồng một cây. Lá biên phát tài, hồ điệp biên phát tài, hàng giống. Đầy cây bói hoa rồi ạ. Còn phía bên đây là cây hồng kẻ ạ. Trông vậy thì cái hồng mà kẻ cái dòng mini này mà cho tầm 3 đến 5 chậu vào thì cũng rất là xinh, để bàn rất là yêu. Đó, cái chậu hồng kẻ này là hàng một ngồng nhá, hàng một ngồng. Và một số cây nó cũng phân tay ra. Có cây thì nó chưa phân. Dòng này là dòng phân nhánh nhưng cũng có cây là nó chưa phân hết nhé mọi người. Nó chưa phân. Thì loại hồng kẻ này thì cốc này cũng là cốc size nhỏ thôi ạ. Em bán cho mọi người để mọi người có thể trưng bàn, 50.000 đồng một cốc nhá. 50.000 đồng một cốc hồ điệp hồng kẻ. Rất là đẹp. Em cũng đang để trên bàn làm việc một chậu 3 cây. Đấy, 3 cây 150 thôi. Hoa nó bền 2-3 tháng. Em có vài chậu hoàng lạp nhá. Bác nào bảo hoàng lạp hoa không thơm đây. Hoa cực kỳ là thơm luôn. Đấy, bông hoa của nó màu vàng rất là xinh. Cái sơn thủy tiên mọi người lưu ý này. Nhiều bác cứ bảo là sơn thủy tiên với hoàng lạp là một. Thứ nhất, bông sơn thủy tiên nó dày cánh, nó to hơn hoàng lạp nhiều. Và thứ hai là đây ạ, mỗi cái nó vẻ hoa nó sẽ khác nhau, nó chỉ là màu vàng mà thân cây nó giống nhau thôi. Nhưng bông sơn thủy tiên nó sẽ to hơn. Và tất nhiên vì cái giá to, cây to hơn thì sơn thủy tiên giá bao giờ cũng nhỉnh hơn là hoàng lạp ạ. Em lên cho mọi người chậu này hoàng lạp đầu tiên nhé. Chậu này là 1, 2, 3 này, 4 vòi này. Chậu này em bán lên giá là 150.000. Đây này, bán 170, giờ bán 150 này. Chậu số 2 nhá. Chậu này thì chưa sưng nụ hoa nhưng mà rất là nhiều thân. Chậu này bán là 140. Chậu số 3. Chậu này thì nó hơi xuống lá một tí ạ, nhưng mà cũng sum xê nhiều thân ạ. Chậu số 3 hoàng lạp em bán với giá là 90.000. Chậu số 4 này sum xê cũng lùn xinh xinh, 110.000. Còn bên đây là những chậu kiều tím của Thái nhá. Kiều tím của Thái Lan, một chậu hôm nay thì nó là size chậu to, rất là nhiều thân. Mọi phiên thì em về cái size chậu nhỏ thôi ạ. Số lượng thân thì nó chỉ bằng một nửa cái số lượng giả hành của những cái chậu này. Và hiện tại thì những cái mắt nụ của kiều tím này đợt này nó đã sưng lên rất là rõ ràng rồi. Đây mọi người có thể tham khảo qua cái mặt hoa của kiều tím, dòng kiều tím của Thái. Cái hoa của nó là màu tím đậm, rất là đẹp. Đấy, bông hoa của nó đây. Đây những cái chậu kiều này. Rất là đẹp. Đó. Mọi người này, mọi người xem này, những cái mắt nụ này toàn bộ sẽ là hàng thân tơ hết nhá. Toàn bộ đều là hàng thân tơ hết. Và hôm nay thì một chậu kiều tím Thái em sẽ bán cho mọi người với giá chỉ có 190.000 đồng một chậu thôi. 190.000 đồng một chậu kiều tím Thái. Hoa của nó màu tím đậm. Theo sang là đai châu Thái. Hàng này là hàng chậu cây đôi này. Chậu này đa phần nó sẽ là màu đỏ, sắc pháo nhiều, đẹp lắm. Đây có cả cái thân này màu xanh. Đây có chậu hai hoa, hai màu trong một chậu này. Một bảng to, hai thân như này, cây to lắm ạ. Em bán 220.000 đồng một chậu nhá. Đây là đai châu Thái hàng bảng, 220.000 một chậu, to. Tiếp theo là dáng hương đuôi cáo xếp Cao Bằng. Sắp tới là đến cái dòng này là chuẩn bị đến thời điểm là cáo ra hoa rồi ạ. Và một chậu 3 cây, trung bình 3 cây lá xếp V này, xếp ngắn như này. Em bán với giá là bao nhiêu ta? 210.000 đồng một chậu thôi. Sale cho mọi người 210.000 đồng một chậu cáo để chuẩn bị chơi hoa. Trầm rồng đỏ, những chậu trầm rồng đỏ đang nở hoa, một số đang lắc đắc nụ và một số thì đang lên ki rất là nhiều. Và hôm nay những cái chậu trầm rồng đỏ này em sẽ tri ân cho mọi người với giá chỉ có 85.000 đồng một chậu trầm rồng đỏ. Các bác sở hữu một chậu này về các bác này có thể chơi một vài bông hoa. Còn đâu đó thì các bác về các bác làm giống giúp em nhé. Những cái cây này về các bác tách ki ra trồng được rất là nhiều. Rồng đỏ
hoa thơm mà rất là đẹp đấy, bông hoa của nó này. Đấy, hoa thơm lắm. 85.000 đồng một chậu. Bác nào mua 3 chậu rồi 240.000, mua 3 chậu chỉ có 80.000 một chậu thôi. Đấy, 3 chậu này có 80.000 một chậu, còn mua một chậu là 85.000 nhá. Mua 3 chậu 80.000 một chậu. À, Dendro mắt đen nhá, đây là cái dòng hàng Dendro rất là sai hoa mà hoa của nó rất là đẹp, nó rất là bền. Và hôm nay thì có cho mọi người những cái chậu Dendro này hàng mới về. Số lượng nó còn có chục chậu đấy ạ. Vừa này xuất có chục chậu hàng chọn. Những cái chậu này là chậu nan nhựa mọi người nhá. Mọi người em nhắc cho mọi người xem một chậu nan nhựa rất là to. Hàng này trung bình là năm ngoái em bán là 350 một giò này. Đấy, hôm nay bán kỷ niệm cho mọi người chục giò này với giá chỉ có 170.000 đồng một giò đấy ạ. Bụi siêu to đùng với giá 170.000. Đấy, thi thoảng một số cây đã đang lên kỳ bởi vì nhà lô này thì nhà vườn người ta chăm tốt quá, cây nó mướt mượt mượt ạ. Có 170.000 một chậu, rất là to, rất là đẹp, đen rũ mắt đen. Mặt hoa thì màu hồng cánh sen ạ. Đến là Vanda, ui Vanda nhà em treo ở bên ngoài này, dễ lên tu tủa luôn mọi người. Phải nói nó khủng khiếp cái Vanda này. Không có kích dễ được đâu, chỉ có tưới nước không ấy, loại này nó dễ trồng thật đấy. Em đang giảm giá những cây Vanda khủng to đùng này với giá chỉ bao nhiêu nhỉ? 200.000 nhá, loại này là 250 giảm còn 200. Cái này là có màu đỏ và màu hồng. Đấy, em cũng không chính xác được màu đâu, tại vì hôm vừa rồi nhà vườn người ta lại không đánh tên vào cái cây này. Ra hôm vừa rồi gửi cho khách thì bị một cây nó hơi bị lẫn màu một tí, nhưng mà khách nở ra bông màu hồng thì lại thấy đẹp, lại thấy mê, lại thấy thích rồi lại mua thêm cây nữa. Em bán trước là 250 đấy, hôm nay em bán là 200 thôi. Các bác nhìn cái rễ của Vanda này, cây khủng lắm nhá, cây này to phải cao, rất là nhiều thân. À, Thanh Đạm Indo hàng bụi khủng nhá. Đây hôm nay tiếp tục về một lô bụi khủng rất là to, rất là đẹp. Dòng Thanh Đạm Indo này thì cái bụi này nó phải to gấp 5 lần những cái bụi mà em bán những cái loại chậu nhỏ size nhỏ ấy ạ. To đùng vật vã luôn. Đấy, hàng mới về. Và hoa của nó thì rất là thơm. Đây là dòng của Thái Lan, hoa thơm. Và một bụi to khủng ngày hôm nay Thanh Đạm Indo em xin phép bán với giá là 370.000 đồng một chậu nhá. 370.000 một chậu Thanh Đạm Indo hàng khủng. À, tiếp đến là giới thiệu đến mọi người đến sản phẩm vũ nữ nhá. Vũ nữ nhà em thì cũng có nhiều cây nó đang có nụ hoa như dòng sô-cô-la, dòng mèo cam và một số loại như là hoàng hậu xanh, và có một loại mới đó chính là ngọc cẩm thạch hoa xanh. Và vũ nữ nhà em sẽ bao ship từ 3 chậu bất kỳ. Đối với dòng vũ nữ, ngọc nữ nhà em hiện tại đã cháy hàng rồi và hình như là nhà vườn bây giờ không còn hàng vũ nữ ngọc nữ rồi nhá mọi người á. Đây một số bác mà đặt vũ nữ ngọc nữ thì chắc là phải hẹn em tìm những vườn khác thôi. Và vũ nữ nhớ là được bao ship từ 3 chậu vũ nữ nhá. Và đang trên đường về cái dòng vũ nữ cám mập hoa thơm nữa. Thì hẹn các bác phiên mai hoặc ngày kia là sẽ về. Chắc là ngày mai thôi ạ. Em sẽ giới thiệu loại vũ nữ đầu tiên, đó chính là hoàng hậu hoa xanh. Hoàng hậu nhẹ hoa xanh nhà em thì không bao giờ làm các bác thất vọng đâu. Thứ nhất là bụi nhỏ là bụi to đấy ạ. Bụi to, số lượng giả hành trong một bụi rất là nhiều. Mọi người cứ thấy là trên thị trường người ta bán cũng rất là nhiều loại nhá. Loại bé thì nó rơi tầm 50-70 nghìn, nhưng mà nó chỉ có 2 giả hành thôi. Đấy, và loại to hơn thì nó cũng rơi tầm 150. Cũng có nơi người ta bán 150, nhưng mà chậu chắc chỉ bằng một nửa số lượng thân của nhà em thôi. Đấy, các bác nhìn, quá tuyệt vời. Và vũ nữ nhà em phải bán chỉ có 160.000. Loại này thị trường bán phải từ 200 hơn một chậu ạ. Em bán vũ nữ hoàng hậu hoa xanh chắc chỉ còn tầm 6 chậu nữa là hết hàng. Sang bên đây đó chính là mèo cam. Mèo cam hay là cam lửa đang có nụ hoa này. Có nụ hoa dài, có nụ hoa ngắn ngắn như này. Giờ này hoa thì rất là đẹp. Hoa màu cam lửa rực rỡ, 200.000 đồng một chậu. Và không thể không thể nói đến đó chính là cái dòng sô-cô-la hoa thơm. Sản phẩm bán chạy hàng từ Tết đến giờ nhá. Sô-cô-la nhà vườn này người ta gửi cho em ấy. Bụi thứ nhất là bụi rất là to. Và lô này thì cũng có khá là nhiều cây đang có hai ngồng ấy ạ. Dòng sô-cô-la này hoa nở liên tục và vòi của nó phải dài tầm 1,5 m. Phân nhánh đẹp, bền hoa. Đây là những cái ưu điểm mà sô-cô-la mà em thấy ạ. Một số những cái lá gốc vàng này thì các bác cắt đi thì không ảnh hưởng gì. Đấy, một bụi to đùng như thế này. Đấy, ít nhất là có một nụ hoa và sẽ đơm ra rất là nhiều nụ khác. Các bác cứ trồng liên tục là chơi hoa liên tục luôn. 200.000 đồng một giò. Vũ nữ sô-cô-la hoa thơm. Corat Koki, một cái dòng hoa siêu thơm nhá. Đây là cái dòng lai giữa cây hoàng nhạn và cây cửu bảo tiên ạ. Nên hoa của nó là dòng lai, tạo ra một cái dòng chơi hương rất là tuyệt vời. Loại này dễ chăm, dễ trồng nữa. Em còn duy nhất 4 cây thôi. Với giá chỉ có 250 ạ. Em đang giảm giá từ 280 còn 250.000 một cây. Lô trước em bán 280 ạ. Đây là cây mẹ bồng con hết, lá xếp V rất là đẹp, hàng chậu gỗ ạ. Thịnh Vượng Phát Tài, hiện tại nhà em đang có hai mặt hoa, đó chính là màu vàng và màu bào đốm. Dòng Thịnh Vượng Phát Tài này, cây nhà em là dòng cây khủng nhá, cây mẹ con này. Này, có những bụi nó to cỡ này này. Này, chậu nào nhiều thân này. Đấy, chậu nhiều thân nó hơi thấp một tí, tầm 3 4 giả hành, 4 giả hành. Còn chậu thân cao thì nó ít giả hành hơn.
có hai màu. Ui, cây khủng lắm, 160.000 một cây thôi. Đợt này là rẻ nhất trong tất cả các lô mà Lan Thịnh Vượng mà em có đấy ạ. À, tiếp đến thì lan cát lai dai thì nhà em sẽ miễn ship cho mọi người khi mua từ 3 chậu cát ạ. Đối với những khách hàng mua lan cát nhà em thì bên em sẽ gửi kèm cho mọi người, đó chính là một tờ hướng dẫn kích hoa lan cát làm sao để đạt được hiệu quả nhất. Đây là những kinh nghiệm đúc kết từ những khách hàng nhà em mua lan cát mà đạt hiệu quả 100% khi mua về đều cho kệ hoa nhé. Và đối với ngày hôm nay thì chương trình sẽ là tặng quà phân thuốc khi mua từ 3 chậu cát ạ. Đối với những bác mua 3 chậu cát, bên em sẽ tặng cho mọi người một gói siêu lân đỏ đấy, dùng để kích hoa, kích rễ. Còn đối với những khách đặt từ 5 chậu thì bên em sẽ tặng cho mọi người một nọ phân bón lá NPK. Và tất nhiên là từ 3 chậu trở lên thì bên em sẽ miễn ship rồi. Và gần 20 loại lan cát khác nhau thì em sẽ giới thiệu đi chi tiết cho mọi người thành từng loại, báo giá cho mọi người nhé, đính kèm cho mọi người mặt hoa. Đấy, rất là nhiều mẫu mã lan cát đẹp trong phiên ngày hôm nay ạ. Hôm nay thì có về một loại cát mới, đó chính là dòng vua đỏ mọi người nhé. Cái vua đỏ của chậu của nó cũng khá là nhiều thân này, chậu to đẹp và dòng này hoa của nó bông đỏ đậm, dòng bông đại một lá. Cát vua đỏ này thì em xin phép bán với giá là 220.000 đồng một chậu. Số lượng nó có ít thôi, có chục chậu nhưng hôm nay có khách đến lấy 3 chậu mọi người, còn có tầm khoảng 7 chậu nữa thôi ạ. Đây, một chậu vua đỏ này, nhiều thân như thế này, rất là đẹp. À, hôm nay thì em có về có chục chậu cát 7 sắc cầu vồng và em sẽ dành cái món quà này để bán hàng tri ân khách hàng. Đây ạ, đây là dòng cát hoa có tem nhé và chuẩn hoa cho mọi người luôn. Mọi người thấy chưa ạ? À, dòng này thì vốn dĩ nó là dòng cát sưu tầm nên là nó sẽ không có nhiều thân. Và lô hàng này là cái lô hàng vừa VIP nhiều thân mà lại giá rất là rẻ các bác nhé. Cái thời điểm đầu tiên khi em nhập cái cát 7 sắc cầu vồng về là 200.000 một chậu và số lượng thân nó chỉ có lơ thơ vài thân thôi. Ngày hôm nay nhá, một chậu 7 sắc cầu vồng nhiều thân này. Đó, nhiều thân như thế này. Và giá hôm nay thì em chỉ để cho các bác chỉ có 170.000 thôi các bác nhé. Phải thật nhanh tay bởi vì lô cát 7 sắc cầu vồng hôm nay có chục chậu thôi ạ. Có 170.000 đồng một chậu thôi. Bao đẹp luôn. À, một loại cát mới mà hôm nay về đó chính là dòng cát đỏ. Dòng cát đỏ chùm nhá. Cái này người ta là tú cầu đây này. Dòng tú cầu đỏ hôm vừa rồi rất là nhiều khách hàng hỏi cái dòng tú cầu đỏ này nhưng mà không có này. Hôm nay về cái loại là chậu size to. Mọi người ngắm qua cái mặt hoa của tú cầu đỏ nhé. Hoa của nó sẽ thành từng chùm như quả tú cầu như thế này. Đấy, và hoa của nó màu đỏ đậm, rất là đẹp. Hiện tại thì nó cũng đang nở hoa. Một số cây thì đang chuẩn bị nhú thêm một số đợt nụ mới. Hoa cát thì nó nở quanh năm mọi người ạ. Đẹp chưa? Đấy. Và hôm nay một chậu tú cầu đỏ đẹp như thế này. Đây ạ, đây là dòng tú cầu đỏ nhé. Chậu này chậu size to. Khá là nhiều những mắt nụ chuẩn bị sắp tới nó sẽ lên này. Em bán giao lưu cho mọi người với giá là 200.000 một chậu. Đấy, mua 3 chậu cát em sẽ miễn ship. Cái loại tú cầu đỏ này duy nhất nó chỉ được tầm 10 chậu thôi ạ. Bác nào chưa sở hữu có cái dòng tú cầu đỏ này thì liên hệ em sớm nhé. Có 10 chậu, đây là loại chọn bụi to. Cát trắng thiên nga. Dòng trắng thiên nga này bụi của nó lùm mà rất là nhiều thân. Cái lô đầu tiên khi về một cái bụi to này nó rơi tầm 250 mọi người nhé. Em đã đàm phán được với nhà vườn và lô đợt này thì giá rẻ hơn này. Một bụi to nhiều thân này với giá chỉ có 230.000 đồng một chậu thôi. Hoa của nó màu trắng tinh. Và các bác nhìn mặt hoa ở trên màn hình ạ. Đây là một cái dòng hàng hiếm nhá mọi người nhá. Lô đợt này mới có trắng thiên nga. Hắc tùng lại tiếp tục về thêm mọi người ạ. Đây là dòng hắc tùng đỏ nhá. Khá là nhiều bác thích thú với cái dòng hắc tùng này. Và hôm nay thì cái chậu hắc tùng hôm nay nó đẹp, nó mướt lắm mọi người ạ. Nó mướt. Các lô trước thì lá nó còn hơi dập dạp một tí nhưng lô hôm nay thì gần như là chậu rất là mướt này, mầm đang lên rất là khỏe. Hắc tùng đỏ hoa của nó màu đỏ đậm ạ, màu đỏ đậm rất là xinh. Và hắc tùng đỏ này giống này nó cũng rất là đắt. Chậu này là chậu size to ấy, chậu size bé của nó lơ thơ có 2-3 thân thôi. Còn chậu này nó nhiều thân như thế này. Em bán một chậu hắc tùng nhá, tri ân cho mọi người 200.000. Thị trường đang bán một chậu hắc tùng từ 230 đến 250.000 ạ. Bên shop em về số lượng nhiều bán 200.000 cho các bác thôi. Bác nào mua 3 chậu hắc tùng em miễn ship hoặc kết hợp các lan cát nhé. Mua 3 chậu là được miễn ship rồi. Này, cả một lô hàng về đẹp mướt chưa? Đẹp không tùy vết đấy ạ. Tiếp bên đây đó chính là dòng cát Amaki. Mọi người biết cái dòng Amaki đó chính là cái dòng hoa màu vàng với lưỡi của nó màu đỏ đậm không ạ? Ôi trời ơi, bụi hôm nay thì nó phải nói là siêu to đùng nhá mọi người nhá. Bụi chậu to, siêu to. Khách hàng nhận cái lô này rất là VIP. Trong Tết em bán một cái lô hàng nó đang sổ ra có 1-2 bông ạ. Số lượng thân chỉ bằng hơn nửa cái này một tí thôi. Đấy, chậu hôm nay nó to, nó bự. Đây là cái lô hàng đầu xuân họ gửi ấy, gửi tri ân mọi người, khách hàng. Đấy, em là một khách hàng mà lấy số lượng cát rất là nhiều nên họ tri ân. Và một chậu cát Amaki vàng lưỡi đỏ này, bông nó màu vàng đậm vàng. Và cái lưỡi của nó màu đậm luôn. Với giá chỉ có 230.000 thôi ạ.
khẳng định mọi người cái bụi to như thế này á, khi người ta kích hoa ra phải 350 một chậu, loại size to. Size to ấy không ít giả hành đâu. Bụi này không ít giả hành đâu nhá, rất là nhiều giả hành. Cực kỳ là nhiều. Mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship nhá. Đây, Amaki, cái lô này em thấy nhiều khách hàng lấy cái loại này nhất. Đó, nên số lượng về đi cũng rất là nhanh nhá, không phải là ít. Đấy, rất là đẹp nhá. Tiếp theo là chấp ngọc 3 màu. Như hôm qua thì đã về một lô chấp ngọc 3 màu, hôm nay thì về thêm bổ sung thêm. Và cái lô chấp ngọc 3 màu này hôm nay bụi rất là nhiều thân. Đây cũng là chậu size to. Mọi người biết rồi, cái chậu chấp ngọc 3 màu hôm rồi em có một cái chậu mà đang nở hoa ấy. Có duy nhất một chậu thôi nhưng mà gửi khách rồi hoa nó thơm lắm. Loại này thơm nước mũi thật sự. Để nó thơm mùi, thơm ngọt ngào. Và một chậu chấp ngọc 3 màu to này em bán với giá là 200.000 đồng một chậu nhá. Đây là lan chấp ngọc 3 màu. Cắt đỏ huyết long hôm nay em về thêm ạ, một bụi đỏ huyết long này. Hoa của nó màu đỏ đậm, lưỡi đỏ rất là đẹp. 150.000 đồng một chậu đỏ huyết long nhá. Lan cắt thông fan VIP. Loại này tại sao gọi là loại VIP? Bởi vì loại này chậu về rất là to. Đây mọi người nhìn này, size thứ nhất là size to, một chậu nó là chậu bự như thế này. Thông fan bình thường là cái chậu size bé thôi, cái cốc bé bé như là những cái chậu bé xíu như thế này này. Đấy thì đã rơi tầm 150 rồi. Nhưng ngày hôm nay thì cái chậu to đùng này nó phải rơi tầm gấp 3 lần, gấp 4 lần cái chậu nhỏ kia. Và số lượng giả hành trong một chậu rất là to này, em cầm rất là nặng tay này. Và một chậu thông fan VIP ngày hôm nay á, em xin phép bán với giá là 220.000 đồng một chậu. Hoa của nó rất là xinh. Đấy, đặc biệt là cái màu vàng của nó là màu vàng tươi, với mắt của nó là màu đỏ. Đấy. Và 220.000 một chậu, các bác sở hữu một chậu siêu bự như thế này, và mua 3 chậu em sẽ miễn ship ạ. Là dòng kim cương xanh. Nó tùy từng size từng chậu nhá, tùy từng màu nó sẽ có bụi size to size nhỏ khác nhau. Ví dụ như dòng kim cương xanh thì bụi siêu to đùng, rất là to, và một số cây còn đang có mèo nụ này. Đấy, kim cương xanh một bụi hoa to như thế này, bông hoa của nó bông đại đẹp, với giá là 220.000. Chậu to bự này thị trường đang bán là 250.000 đấy ạ. Đấy to lắm, số lượng giả hành nó phải gấp 3 gấp 4 lần những loại mà size chậu nhỏ kia. Chỉ có 220 thôi ạ. Cắt trắng lưỡi tím ạ. Đây là một cái dòng cắt hoa thơm và bụi nhà em nó rất là lùm, rất là nhiều thân nhá mọi người nhá. Bụi to, lùm, nhiều thân. Bình thường cái cắt trắng này thì trắng họng tím này ở thị trường số lượng thân nó chỉ bằng một nửa giả hành đây thôi ạ. Em bán là 130.000 đồng một chậu. Dòng này hoa của nó là dòng hoa chùm. Mọi người thể nhìn trên màn hình là hoa chùm đẹp. Cát vàng cánh lửa, bụi to, nhiều thân, nhiều giả hành. Và hôm nay thì cây trưởng thành hơn rất là nhiều so với những cái lô lần trước. Vàng cánh lửa hôm nay cây to đẹp như thế này, em bán chỉ có 150.000 một chậu thôi ạ. Hoa thì rất là rực rỡ, đặc biệt cái lưỡi của nó màu đỏ rực lửa ấy ạ. Cái cánh của nó có một chút cái vàng, cái màu đỏ, người ta gọi là vàng cánh lửa. Theo nữa đó chính là màu cát ngọc đá quý ạ. Một bụi ngọc đá quý rất là nhiều thân. Đó, mọi người có thể thấy là một bụi của nó khá là nhiều thân và cát tơ rất là xinh đẹp. Và hoa của nó đẹp lắm, bông đại, to. Loại này là 150.000 đồng một chậu cát ngọc đá quý. Tiếp đến là màu vàng môi son, hay với tên gọi khác là tú cầu vàng. Tú cầu vàng, hoa của nó là hoa chùm với hoa màu vàng, lưỡi của nó màu đỏ ạ. Tú cầu vàng 140.000 đồng một chậu nhá. 140.000 đồng một chậu cát tú cầu vàng, rất là xinh. Màu nữa đó chính là màu amoi hay là màu trắng họng vàng. Màu trắng họng vàng này là dòng cát mà bông của nó rất là to, lưỡi của nó còn cánh còn xoắn rất là đẹp nhé. Bông to, trắng họng vàng, em bán là 140.000 đồng một chậu trắng họng vàng. Tiếp đến là cát màu vàng. Cát vàng một chậu cũng khá là nhiều thân, 130.000. Cái dòng cát vàng này thì hoa của nó có một chút màu vàng này nó có một đặc điểm nhé. Khi mới nở nó màu vàng tươi, sau đó thì nó chuyển sang màu vàng cam. Dòng này là hoa của nó đổi màu, số lượng còn ít là 130.000. Sang bên đây đó chính là màu vàng lưỡi đỏ. Cái màu vàng và một chút cái lưỡi đỏ ở phía viền rất là xinh. Vàng lưỡi đỏ không phải là đỏ hết một kể cả cái lưỡi đâu, mà nó là vàng nhưng mà cái lưỡi của nó đỏ ở viền đấy ạ. Cái mặt hoa như mọi người có thể ngắm ạ. Bụi của nó nhiều thân, 150.000 đồng một chậu. Tất cả lan cát là miễn ship từ 3 chậu nhá. Tiếp đến là dòng cát ngũ sắc, hay cái cát này còn tên gọi khác đó chính là ngôi sao vàng nhá. Bụi hôm nay rất là nhiều thân. Dòng này là cái dòng hoa sưu tầm, hoa đẹp và bông của nó to, dòng cát một lá. Ngôi sao vàng hay cát ngũ sắc này hôm nay em bán là 170.000 đồng một giò ạ. 170.000 đồng một giò. Và phía bên đây đó chính là những cái chậu cát hồng. Đây là hồng Molisa. Hồng Molisa thì bông của nó màu hồng đậm. Dòng này cát hai lá, hoa cũng là dòng hoa chùm.
hồng Molisa, giá 130.000 đồng một chậu nhé. Hàng này là hàng chuẩn hoa, tất cả những mặt hoa em đính kèm trên màn hình đều là những cái mặt hoa chuẩn của cây, những cái dòng cát này ạ. Vanda xanh blue, dòng xanh blue thì trong năm ngoái vừa rồi đấy em bán loại này rất là chạy hàng, và đầu năm nay thì lại tiếp tục về một lô hàng mới. Đây là tình trạng cây thì vẫn là những cây lá xếp rụt nhá, xếp rụt xếp khít vào nhau, và hai lá của nó rất là cân đối đều nhau. Để mọi người xem này, dòng này thì hoa nở quanh năm, hoa của nó vòi rất là dài và rất là đẹp. Và dòng xanh Vanda xanh blue này thì em xin phép bán với giá là 150.000 đồng một chậu thôi. Đấy, vẫn là chương trình đầu năm mới và tri ân khách hàng, 150.000 đồng một chậu.